Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là mùng 2 Tết Việt Nam của chúng ta. Hai vợ chồng mình tính đi chùa nhưng đi không được vì bão tuyết nó đến hơn cái sức tưởng tượng của mình. Thì thôi, hai vợ chồng mình hôm nay ở nhà cùng mấy đứa con vui vẻ để đi chơi tuyết ở ngoài này. Bà xã mình pha hai ly cà phê ra đây. Để hai vợ chồng mình ngồi đây uống cà phê. Coi tuyết rơi. Mình sẽ chia sẻ với các anh chị những khắp nơi, nhất là ở Việt Nam có coi video này thì sẽ thấy mùa tuyết rơi của ở tiểu bang Washington State. Hiện bây giờ thì dưới 30 độ. Tuyết rơi từ hồi khuya, hồi từ tối hôm qua tới bây giờ. Cho em tấm hình đi, cầm đi cho đây chứ. Không có ai có, chỉ có em nhanh có. Hello các bạn. Tuyết đang rơi nha. Rất là đẹp. Phong cảnh ở đây là trong cái này là trong cái xóm của mình á. Em chụp cho. Rất là đẹp. Cà phê ngon quá các bạn. Mời các bạn uống cà phê cappuccino bà xã mới pha. Ngon quá. Không có ba tay. Đây nè các bạn. Chia. Hi. Hiện giờ mấy tụi nít thì nó qua bên cái trường học để nó chơi tuyết các bạn. Có người thì xách chó ra ngoài dẫn chó đi, có nhiều người thì trốn trong nhà coi tivi. Giờ mình cầm này mình hứng để bỏ đá vô luôn, cho đá nó vô luôn. Mình ở đây có ly cà phê uống ấm bụng. Ok đi ai anh. Bây giờ hai vợ chồng mình đi qua bên trường học, qua trường học hay là sao? Đi thẳng lên à. Ok. Em mang cái tay. Này là không ai mà lái xe đi đâu được đó nha các bạn. Quá hình. Rất là nguy hiểm. Còn đông thì còn đông thì những người đi làm mới về. Ở nhà hết đi hội bệnh đó. Cái mùa tuyết là như vậy. Ở nhà có tivi nấu nướng ăn. Coi như là xung vầy gia đình xung vầy á. Một cái trời tuyết như là phong bị sao như này. Thì hôm nay là cũng là ngày thứ bảy á, ngày mình nghỉ làm cho nên mình cũng cần được. Rất là đẹp á. Đây là cái trường học á, trước mặt mình là cái trường học đó các bạn, lớp mẫu giáo cho tới lớp 6. Hai đứa con mình học từ nhỏ tới lớn, phong cảnh rất đẹp.
Đây là trên con đường mình đi về nhà, rất là đẹp đó các bạn thấy không? Giống là Winterland không? Đi bộ một chút xíu cho nó biết cái lạnh như thế nào, và cho các anh chị các bạn ở trên thế giới coi cái cảnh mùa đông của ở tiểu bang Washington, để gọi lại cái tuổi còn thơ của mình ngày xưa. Đây là sáng rồi, từ từ nha. Em bye Annie, bye bye, see you. Hello. Bà xã mình á đang chợt xuống nè. Các bạn ơi, 50 tuổi chưa gọi là già, 50 tuổi mới vừa ăn chơi rồi 50 tuổi. Tuyết giờ rơi nhiều quá. Chơi này đã dễ sợ, đổ mồ hôi luôn. Không cảm thấy lạnh mà thấy bắt đầu là nóng á. Đây đi phải cần push. Ui, em là winner rồi. Daddy be struggle. Come on, two losers here. Con phải đi đẩy xuống lại, con ngồi đấy kiểu ngồi straight á.
But this thing's hard. Because I want a running start. Chú em xuống chưa? Bây giờ xuống chưa? Chào tất cả anh chị, hôm nay là ngày mùng 2 Tết của Việt Nam của mình. Hiện bây giờ là ở thành phố mình là snow rất là nhiều. Hai vợ chồng mình muốn đi chơi và đi chùa cũng không được. Thì mình ra đây mình chơi một chút xíu snow để cái kỷ niệm của hai vợ chồng mình. Và đồng thời mình cũng xin chúc các anh chị và các bạn trong một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn trong công ăn việc làm của các anh chị và các bạn. Hẹn anh chị và các bạn trong một cái video tới. Bye bye.